Chạy giống bên em xin chào tất cả các bác. Hôm nay bên em lên like giới thiệu cho các bác một dòng cây ăn trái mới, nữ hoàng của các loại trái cây, cực kỳ là ngon, giá trị kinh tế rất cao. Đó là cây giống măng cột thái thế hệ mới. Hôm nay chia sẻ cho các bác với giá ưu đãi tới 70% giá bán của thị trường, chỉ với 29.000 đồng một cây giống. Dòng cấy mô theo phương pháp mới, thân giống tốt, bầu dễ ổn định, cây rất bền, sức sống khỏe mạnh. Mình có thể trồng ở bất kỳ vùng nào của nước ta chỉ với 29.000 đồng một cây giống, mua từ 3 cây là 120.000 đồng cả ship, mua từ 5 cây là 150.000 đồng miễn ship, tặng 1 cây, mua từ 10 cây là 290.000 đồng miễn ship, tặng 2 cây. Giống măng cụt thái rất là dễ chăm, dễ trồng, đặc biệt cho trái sớm chỉ sau hơn 17 đến 18 tháng trồng. Một năm mình có thể thu hoạch tới hai vụ, khác hoàn toàn so với giống nước ta. Ba miền Bắc, Trung, Nam đều trồng được, không kén đất, không kén khí hậu vùng miền nào mình cũng trồng được trái ăn cực kỳ là ngon giá trị kinh tế rất cao giống rất là dễ chăm sóc cho trái sớm sản lượng trái cao chất lượng